Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 36. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó, vì nó tự khoe mình rằng, tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt, nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi, cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa. Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã, chúng nó bị xô nhào, không thể trỗi dậy được. Chương 19. Bây giờ Phi-lát bắt Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đổi trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng, lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vừa qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài,
lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng: Người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần. Chương 32. Dân sự thấy Mô-sê ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước mặt chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và của lễ thụ ân,
ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Mô-sê bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai Cập? Sao để cho người Ai Cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình. Đoạn Mô-sê ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng. Hai bản chứng đó có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên bèn nói cùng Mô-sê rằng: Trong trại quân có tiếng chiến đấu. Mô-sê đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Mô-sê thấy bò con và sự nhảy múa bèn nổi giận, liện hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi, đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Mô-sê bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? A-rôn đáp rằng: Xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng tôi, vì về phần Mô-sê này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng: Ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi bỏ vào lửa và bởi đó thành ra bò con này. Vả, Mô-sê thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến đổi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch. Thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Mô-sê. Trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Vả, Mô-sê đã truyền rằng: Ngày nay, mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Ngày mai Mô-sê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất trọng. Xong, bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng? Vậy, Mô-sê trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng. Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ. Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ hãy đi dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hình phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hình phạt dân sự là vậy, vì dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra.
chương 33. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp rằng ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng? Khi dân sự nghe lời hăm này, bèn đều để tan, không ai đeo đồ trang sức hết. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cùng dân Israel, các ngươi là dân cứng cổ, nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc thì ta sẽ diệt các ngươi. Vậy bây giờ hãy cất đồ trang sức trong mình ngươi đi, đặng ta biết liệu đãi ngươi cách nào. Thế thì từ núi Horeb, dân Israel đã lột các đồ trang sức mình. Mô-xe lấy trại đem dựng xa ra ngoài trại quân gọi là hội mạc. Phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Mô-xe ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình ngó theo Mô-xe cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Mô-xe như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Mô-xe trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại. Mô-xe thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, Chúa phán cùng chúng tôi rằng hãy đem dân sự này lên, song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả Chúa có phán rằng: Ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Mô-xe thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Mô-xe thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây, có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Chương 34. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi hết. Khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Mô-xe bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước, dậy sớm cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Mô-xe và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va,
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng? Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó, vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng, ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong 7 ngày như ta đã truyền dặn ngươi, vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuột một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuột nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuột các con trưởng nam mình, và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ vậy. Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ, và cuối năm giữ lễ mùa màng. Thường năm 3 lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần, thì sẽ chẳng ai tha muốn xứ ngươi hết. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men. Thịt của con sinh về lễ vừa qua chớ nên giữ đến sáng mai. Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sinh sản vào đền Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Môi-se bèn gọi họ. A-rôn cùng các hội trưởng đến gần rồi nói chuyện cùng họ. Kế sau, cả dân Israel đến gần, người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Sinai. Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt Môi-se, thấy da mặt người sáng rực,
thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.